Trong phiên điều trần tranh chấp pháp lý giữa tập đoàn HYBE và CEO Min Hee-jin của công ty con Idol, mẹ đẻ New Jin đã hé lộ chuyện em gái BTS được yêu cầu dùng thủ thuật để thắng aespa. Cụ thể, Min Hee-jin yêu cầu tòa án cấm HYBE thực hiện quyền biểu quyết của mình tại cuộc họp cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Trong phiên tòa lần này, phía Min Hee-jin do công ty luật Sejong đại diện đã tiết lộ toàn bộ nội dung thư điện tử mà Min Hee-jin gửi cho các giám đốc điều hành HYBE vào đầu tháng 4. Trong thư, Min Hee-jin viết, HYBE đã đề xuất chiến thuật mua trước 100.000 album. Công ty nhấn mạnh rằng khi phát hành album Get Up, New Jin sẽ có thể đánh bại aespa về doanh số tuần đầu tiên bằng chiến thuật này. Tuy nhiên, điều này rõ ràng vi phạm triết lý kinh doanh của Idol nên tôi đã từ chối lời đề nghị. CEO Min Hee-jin tuyên bố vấn đề lớn với HYBE là họ đang đi theo những tệ nạn của ngành công nghiệp hiện tại và tiếp tục thực hiện các hành vi vô đạo đức mà không hề bị chỉ trích. Cơ cấu quản trị cũng không minh bạch và do đó thiệt hại trực tiếp và gián tiếp đối với New Jin liên tục gia tăng. Tiêu biểu nhất là việc Kissel Album, một thủ thuật để thao túng doanh số album của HYBE. Đây là hành động lừa dối các cổ đông, thành viên, thị trường vốn và fandom, đồng thời đã nhận được sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. HYBE, vốn là công ty dẫn đầu trong ngành, đang ở trong tình trạng mù quáng về số lượng. Việc họ đang sử dụng chiêu trò này để phát hành album là một vấn đề rất nghiêm trọng. Cụ thể về lý do từ chối đề xuất mua trước album của HYBE, Min Hee-jin giải thích, tôi lo ngại rằng những kỷ lục thuần túy về vị trí đầu tiên mà New Jin đạt được có thể bị hoang ố và kết quả là nhiều cơ hội kinh doanh đa dạng phát sinh từ đó có thể bị ảnh hưởng. Nếu vấn đề Kissel Album nhận được sự quan tâm của công chúng như một vấn đề lớn hơn trong tương lai, thì ngay cả New Jin, nhóm đã kiên quyết từ chối Kissel chỉ vì là nghệ sĩ của HYBE, cũng có thể bị hiểu lầm là nhóm đã sử dụng chiêu trò đó để đạt được thành tích. Có thể nói vụ ồn ào giữa Min Hee-jin và HYBE gây ảnh hưởng không nhỏ đến New Jin, đặc biệt rơi đúng thời điểm nhóm chuẩn bị tái xuất với đĩa đơn đôi House Quit sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 5 tới đây. Ở một diễn biến khác, New Jin lại bị fan BTS tấn công vì cho rằng cố tình sao chép đàn anh. Cụ thể mới đây, đoạn video ngắn của nhóm nhạc nữ K-pop New Jin trình diễn trong sự kiện 2024 Korea On Stage New Generation do Cục Quản lý Di sản Văn hóa kết hợp Viện Xúc tiến Di sản Quốc gia và Đài truyền hình Hàn Quốc KBS tổ chức gây chú ý. New Jin đã tiết lộ một phần màn trình diễn đặc biệt của ca khúc Cool With You trên sân khấu hội trường Seongjeongjeon của cung điện Gyeongbokgung. Cung điện Gyeongbokgung là di sản lịch sử văn hóa được ví như báu vật quốc gia được tôn kính tại Hàn Quốc. Trong đó, Gyeongjeongjeon từng là không gian nghi lễ quan trọng ở triều đại Joseon. Quyết định của Cục Quản lý Di sản Văn hóa mở cửa Gyeongjeongjeon cho buổi biểu diễn của New Jin phản ánh vị thế và tầm ảnh hưởng của nhóm trong ngành công nghiệp K-pop. New Jin là nhóm nhạc K-pop thứ hai sau BTS và làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên có sân khấu trình diễn mở màn tại hội trường Gyeongjeongjeon. Trong đoạn giới thiệu Cool With You, New Jin biểu diễn với 4 thành viên Minji, Hani, Daniel và Harin. Ebook Hee vắng mặt do đang nghỉ ngơi điều trị chấn thương. Daniel cũng ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò MC của sự kiện này. New Jin mặc trang phục nhấn mạnh sự pha trộn độc đáo với hành mốc truyền thống của Hàn Quốc kết hợp phụ kiện thanh lịch duyên dáng. New Jin bày tỏ lòng biết ơn và tự hào, thật vinh dự khi được biểu diễn tại Gyeongjeongjeon của cung điện Gyeongbokgung, một di sản quý giá của đất nước chúng ta. Tôi nghĩ đó sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên được. Nhiều người sẽ quan tâm đến di sản dân tộc của nước nhà thông qua cơ hội này. Đài KBS cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của màn trình diễn do New Jin thể hiện. Buổi trình diễn đặc biệt của New Jin tại Gyeongjeongjeon sẽ không chỉ là cơ hội giới thiệu vẻ đẹp, giá trị di sản dân tộc mà còn là cơ hội quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Sân khấu đặc biệt của New Jin tại Gyeongjeongjeon sẽ được phát sóng trên KBS 2 vào ngày 21 tháng 5 và phát sóng ở 142 quốc gia thông qua KBS World. Tin tức New Jin trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử có sân khấu mở màn đặc biệt ở cung điện Gyeongbokgung nhận những phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Ca khúc Cool With You cũng được đánh giá rất phù hợp với không khí, bối cảnh. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng New Jin đã bắt chước nhóm đàn anh cùng tập đoàn BTS. Ngược lại, nhiều khán giả phản biện rằng New Jin không phải người quyết định sẽ biểu diễn tại đâu và vinh dự này là xứng đáng khi họ đang là nhóm nhạc nữ thế hệ thứ tư đình đám bậc nhất K-pop hiện nay.